Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình Lâm Hoàng Mercedes. Hôm nay buổi chiều thứ bảy thì hiện tại mình đang có mặt ở trên cái khoang trưng bày xe đã qua sử dụng của bên mình, rất đa dạng mẫu mã luôn nha các bạn. Thì như các bạn đã biết là mỗi hãng xe thì người ta sẽ có một cái tên và một cái thương hiệu và cái biểu tượng khác nhau. Thì hôm nay mình ở video này mình muốn chia sẻ đến các bạn và quý khách hàng sơ lược để biết về cái thương hiệu của bên mình. Đây, Mercedes-Benz, logo ngôi sao ba cánh nè. Thì Mercedes là tên của một người con gái thương gia người Áo, ông tên là Jamie Zelinets. Tí nữa mình sẽ để luôn cái hình ổng lên trên cái video này luôn. Thì ông này ổng đặt 36 chiếc xe của Daimler với điều kiện là phải lấy tên con gái của ổng để đặt cho 36 chiếc xe này, nên từ đó cái tên Mercedes nó ra đời. Và sau này thì khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế nó xảy ra, để cùng nhau tồn tại thì cái công ty Daimler và Benz đã sáp nhập với nhau và sản xuất ra chiếc xe đầu tiên với tên gọi là Mercedes-Benz. Rồi cái tên gọi cũng được ra đời từ đó cho tới bây giờ luôn nha các bạn. Và ý nghĩa của ngôi sao này thì ông Daimler ổng đã viết lên trên tấm biểu thiếp để gửi cho vợ mình, đánh dấu nơi cư ngụ của ổng. Sau này thì hai người con trai của ổng đã lấy cái biểu tượng này làm biểu tượng cho công ty luôn. Và ý nghĩa của nó thì với cái mong ước là động cơ của Daimler sẽ sử dụng toàn cầu, trên mặt đất, dưới biển, rồi trên không. Đó, sơ lược có khoảng chưa được một phút thôi các bạn, thì các bạn cũng nắm được sơ lược về cái lịch sử của thương hiệu Mercedes-Benz này. Thì đây là những chiếc xe là bên mình là chuẩn bị mà đi đăng ký cho khách hàng nè. Rất là nhiều dòng xe luôn. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một dòng xe Mercedes-Benz cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp, có lịch sử hình thành và phát triển cực kỳ là lâu đời luôn, nói về tính năng an toàn thì hàng đầu thế giới nha các bạn, thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766. Mình hiện đang là chuyên viên kinh doanh tại Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, một showroom lớn nhất Việt Nam. Nói về doanh số thì năm nào nói chung là cũng có cái cúp luôn các bạn, tí mình đưa lên đây luôn. Cúp là một năm là bán trên 1.000 xe. Số lượng xe, cái kho xe là lớn nhất cả nước, đa dạng mẫu mã, xe gì cũng có nha các bạn, với đội ngũ sale chuyên nghiệp nữa. Đây là cái bên xe trưng bày, xe demo của mình nè, có cả V250 luôn. CLB này xe mới nha các bạn, mình để ké đây thôi. Đây là chiếc V250 màu đỏ nè, cực độc. Xe màu này thì đang ngoài đường rất là hiếm luôn. Chiếc này và quý khách hàng nào có muốn sở hữu thì hãy liên hệ ngay với mình luôn nha. Đó, xe mới tinh màu đỏ cực kỳ là hiếm. S nè, E, C, GLC rất là nhiều. Và bên này là không gian để mình để xe mới. V250 Luxury có mức giá là 2.626.000.000 đồng. E200 nè, có mức giá là 2.310.000.000. Và đây là hai chiếc GLC 200 Formatic đang rất hot luôn, có giá là 2.099.000.000. C300 số lượng xe thì không còn nhiều, có mức giá là 1.969.000.000. Bên mình cũng còn một số cái màu rất là hot. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu mua sửa thì hãy liên hệ ngay với mình nha. GLC 200 bản tiêu chuẩn nè các bạn, 1.799.000.000. Dự kiến ngày 15 tháng 11 này thì bên nhà nước người ta sẽ hỗ trợ phí trước bạ. Lúc đó là công bố chính thức á. Thì nếu như mà công bố chính thức ok xong hết thì các bạn và quý khách hàng rất là lợi luôn. Những dòng xe ở đây ví dụ như nguyên dãy này mình quay nè, sẽ được hưởng ưu đãi trước bạ 5%. Trước mặt mình là chiếc GLB, chiếc xe màu trắng đó bạn, GLB 200 có mức giá là 1.999.000.000. Xe nhập nguyên chiếc từ Mexico nha. GLS màu xanh đen nè các bạn, có mức giá là 4.999.000.000, cũng đang rất là hot luôn. Đặc biệt đây, chiếc xe này GLC 300 có mức giá là 2.499.000.000, cũng đang rất là hot luôn. Số lượng xe càng về cuối năm thì nó càng cạn kiệt, nên nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu mua sở hữu thì hãy liên hệ ngay với mình để hưởng được cái ưu đãi kép từ đại lý và nhà nước nha. Đây là chiếc E300 nè các bạn, E300 có mức giá là 2.950.000.000, cũng đang rất là hot luôn. Xe này số lượng thì cực kỳ là ít. GLC 300 màu đỏ này, chiếc S nè các bạn, S này là bạn S450, có mức giá là 4.299.000.000. Màu đen này, nội thất kim,
Bên kia thì mình có chiếc E180 màu đỏ, cũng cực kỳ là độc luôn. Xe này thì từ hồi ra mắt tới giờ nó mới có màu đỏ nha các bạn. À, sorry các bạn, chiếc này là E200. Giờ hồi nãy mình mình nhớ lộn mất. Đã lâu nhiều dòng xe quá nên nhìn nó cũng bị loạn. Mong các bạn và quý khách hàng thông cảm. Trong này thì có chiếc xe 180 AMG nè. Xe này cũng đang số lượng xe thì cực kỳ là hiếm luôn. Nó cũng gần hết xe rồi. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu chiếc này mà một số màu đặc biệt thì cứ liên hệ với mình để mình sắp xếp xe cho. Xe này các bạn mua năm đầu tiên hàng tháng trả có 1.800.000 mà. Khá là thấp luôn. Trả còn thấp hơn mua một chiếc xe SH nữa. C180 AMG trả trước 20%, khoảng 300 triệu tiền xe. Trong năm đầu tiên hàng tháng trả 1.800.000 thôi. Quá hấp dẫn luôn. Một tháng duy nhất cuối cùng bên mình áp dụng. Vừa được hưởng ưu đãi của đại lý, vừa được hưởng ưu đãi của nhà nước, mà còn vừa hưởng ưu đãi cái chế độ là cái chương trình đặc biệt ngân hàng bên mình nữa. C180 AMG nha các bạn, 1.800.000 một tháng trong năm đầu tiên. Nó thanh toán trước tiền xe là 20% thôi, rất là ok luôn. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn các bạn và quý khách hàng đã lắng nghe và theo dõi. Nếu như trong quá trình mình chia sẻ có vấn đề gì đó nó hơi sai sót thì mong các bạn và quý khách hàng bỏ qua và hãy comment cho mình bên dưới để mình có thể rút kinh nghiệm, chỉnh sửa và ra những video lần sau nó sẽ hay hơn và hấp dẫn hơn. Mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn và quý khách hàng có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.